chẳng ngõ là lại thay màu áo mới. Chẳng còn trọng lực như vẻ đẹp nguyên thủy mà thêm một chút nắng, một chút gió và cả cái hanh hao buốt lạnh của xứ cao nguyên. Bầu trời Đà Lạt trong veo đến lạ, từng cụm mây trắng lững lờ càng khiến lòng người thêm say đắm. Hòa với không khí chung vui, chương trình XO quyết định có chuyến du xuân để tận hưởng sự giao hòa của đất trời trong những ngày đầu năm. Và nhất là các nhân vật của chương trình XO sẽ được trải nghiệm những thử thách tuyệt đỉnh tại một rừng không xanh mướt, yên tĩnh trên mặt hồ vắng lặng, một cảnh sắc huyền diệu cho những trải nghiệm ngày xuân. Trong bầu không khí trong lành của núi rừng ấy sẽ là những khoảnh khắc ấn tượng của chương trình XO. Nào, chúng ta hãy đến với thử thách ngày hôm nay. Để chào đón đoàn thiếu nhi đến tham gia thử thách của XO lần này. Nhưng mà không biết là các bé hiện bây giờ là đang ở đâu và làm gì rồi. Mời quý vị sẽ cùng theo chân Thùy Linh để tìm xem các bé ở đâu quý vị nhé. Từng khuôn mặt rạng rỡ, háo hức mong chờ đợi cho những trải nghiệm mới.
Từ trên cao, toàn cảnh khu giải trí bên cạnh rừng thông và vùng nước hiện ra. Ban tổ chức đã rất khéo léo khi thiết kế một khu vui riêng dành cho các em tại đây, một khung cảnh tuyệt đẹp. Quên hết mệt mỏi sau chuyến đi dài từ thành phố, các em phấn khích và nhanh chóng mang thiết bị bảo hộ chuẩn bị cho những thử thách của chương trình của show. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã thấy là các vận động viên nhí cũng đã sẵn sàng trong tâm thế của mình, cũng như là chuẩn bị hết tất cả những dụng cụ để bước vào thử thách lần này của show. Và các con ơi, chú Duy sẽ là cái người trực tiếp hướng dẫn cho các con những thử thách sắp tới nha. Các con hãy lắng nghe chú Duy nha. Duy này, tôi muốn hỏi rằng là để mà xem thử thách lần này của show thì các bạn nhỏ sẽ phải chuẩn bị những kỹ năng như thế nào và sức khỏe như thế nào? Cái thứ nhất là sức khỏe của các bạn có rồi, và cái thứ hai là các kỹ năng là leo trèo đu bám thì các bạn tập cho các bạn thử là phần thuận hơn. Về cái thử thách lần này thì tương đối khó nhưng mà sẽ mang đến cho các bạn rất là nhiều trải nghiệm mới. Minh An nè, Minh An có thấy cảm thấy hồi hộp trước khi mà tham gia thử thách lần này của ISO không? Dạ, con cảm thấy rất hồi hộp. Còn các bạn gái thì như thế nào? Chân có nhiều lời xuất phát từ tính đường riêng, thành để làm đẹp chỉ như mình đau đi mất từ gốc. Nồn nóng lắm rồi, nhưng hãy cẩn thận đó, dốc và trơn trượt đấy. Thật tuyệt vời, khu thử thách hành trình dưới thấp phiên bản mini đã sẵn sàng. Nào các em hãy trải nghiệm thôi. Ở nhiệm vụ này, các bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ là chung quanh hàng rào gai. Rồi, sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Rồi thôi, chào. Rồi, thao đường là bò các bạn nào. Bò các bạn nào. Rồi, thử thách này, các bạn sẽ đi qua những cái bánh xe này và sau đó đi qua, các bạn làm sao để vượt qua được. Trên không được đụng đất, nhớ nha. Rồi, và tiếp tục các bạn sẽ đi qua cái cầu treo ở trên kia. Sau đó, sau khi hoàn thành được cầu treo, các bạn sẽ vượt qua những cái bánh xe này, sau đó hoàn qua tiếp tục chinh phục thử thách tiếp theo. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Tuần người, bắt đầu. Tuần vàng, không sao hết, tuần vàng. Bạn khoai tây có lẽ là anh cả ở đây rất hứng thú khi là nhân vật đầu tiên tiếp cận thử thách. Đường đua khá chông chênh, người chơi cần có một kỹ năng thăng bằng tốt. Hãy thật cẩn thận, cố lên khoai tây. Bắt đầu đến một lúc thì con cảm thấy như là con bị cổ con như là suy xuống và con cố gắng vượt ngoài thì mới đứng thẳng lên được. Thì lúc đó thì đã có hai bạn là Simon với Elvin để vượt qua con. Hai anh em sinh đôi Simon và Elvin tuy nhỏ nhưng hai tay nhưng khá nhanh nhẹn. Hai bạn là người đầu tiên vượt qua thử thách một cách dễ dàng. Anh cả khoai tây ngậm ngùi về vị trí thứ ba. Rồi, đứng thẳng lên, đứng thẳng người lên nào. Thẳng người lên nào. Cẩn thận nha, bám thật chắc vô nha. Rồi, bám vô. Tiếp theo là các bạn nhỏ hơn, lần lượt thử sức ở đường đua đầu tiên, các bạn đi khá vất vả. Rồi, bạn chắc vô, không sao hết, hạ ra. Rồi, bắt cái chân lên, bắt cái chân lên. Ủa?
vượt qua thử thách này không? Hãy cố lên Mai Linh mới có thử thách đầu thôi mà. Mình cũng sẽ nâng cái lực của mình nhé. Được nha. Đến đây, đến đây. Mai Linh ơi, vừa qua chặng thứ nhất rồi, bây giờ con cảm thấy như thế nào hả Mai Linh? Tốt lắm nè. Nhưng mà hồi nãy cô Linh thấy là lúc mà con đang ở giữa chặng á thì con mệt quá rồi con khóc đúng không? Con muốn chờ tiếp nhưng mà con hết sức rồi. Nhưng mà bây giờ vượt qua chặng thứ nhất rồi, con cũng đã vượt qua được rồi, thì bây giờ con có muốn tiếp tục chặng thứ hai không? Dạ có. Yeah với cô một cái nè. Rồi, yeah. Với sự chỉ dẫn của huấn luyện viên, Mai Linh tự tin vượt qua chiếm ngai vật tiếp theo một cách dễ dàng, thật đáng khen. Nghe một cái nào. Yeah. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng thấy là các vận động viên nhí đã vượt qua những cái thử thách mà phải nói rất là khó khăn mà buổi show đưa ra. Và vậy thì sau chặng đầu tiên qua thử thách đầu tiên thì tuy là thử thách rất là khó nhưng mà các bạn đã cố gắng hết sức và vượt qua, và đặc biệt là Simon, Elvin và hai bạn này thì hai bạn này đã có thành tích xuất sắc, và bên cạnh đó cũng có như là bạn Hai Tây và cũng như là bạn Quỳnh Anh là những vận động viên và sáng giá cho cái thử thách này. Rồi bây giờ thì mời tất cả các vận động viên nhí sẽ sẵn sàng sức khỏe cũng như tinh thần để bước vào trận thi đấu tiếp theo. Và ở thử thách tiếp theo, ở chặng 2, mình sẽ có thực hiện là thử thách kép. Đầu tiên là bạn sẽ phải trượt xuống bàn cầu bóng. Cái thứ hai là bạn sẽ đứng trên xuống. Thì cái đó là do bạn chọn. Đến với thử thách tiếp theo của chương trình X-Zo, với độ cao hơn 5m, những vận động viên nhí sẽ phải đu dây để xuống cách trượt đứng hoặc phải trượt bạn xuống dốc. Khá mạo hiểm đấy. Các em muốn trải nghiệm tiếp thử thách của chương trình thì sẽ phải vượt qua hai thử thách này. Hãy cố lên các vận động viên nhí. Sẽ phải vượt qua 500m đoạn đường dốc ven hồ để đến với thử thách tiếp theo. Có thể nói đây là chặng đua nhẹ nhàng nhất. Các em có thể di chuyển bằng cách chạy bộ hoặc với xe thăng bằng, nhưng sẽ phải tìm đường đi đấy nhé, vì cả nơi đây có nhiều lối rẽ rất dễ làm sao lãng và quên đường đi.
hơi ngậm một xíu, nhưng mà khi mà đã vượt qua những cái thử thách đầu tiên thì cái tinh thần lên cao, sau đó thì các bé cảm thấy rất là sung sức và tiếp tục và phấn đấu thi đấu. Cho con hỏi là bây giờ đến cái chặng thứ tư thì con cảm thấy không phải tự nhiên sức khỏe của mình như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo, đó là thử thách vượt sâu. Chúng ta sẽ ngồi lên cao và chúng ta sẽ nắm cái dây này và chúng ta sẽ đu qua bên kia, được chưa? Bây giờ đến lúc đó là người cũng sao mà con. Rồi bây giờ anh khoai tây sẽ là người chạy được đi đầu tiên nha. Ok, mỗi lượt thì chúng ta sẽ có hai người. Rồi bây giờ anh khoai tây và một bạn nữ nữa. Cuối cùng điểm đích đã tới, cũng là điểm xuất phát cho chặng đua tiếp theo, vượt hồ bằng phao. Thử thách khá mạo hiểm đấy, với độ dài 50m cùng với sợi dây cáp vắt ngang qua, các em sẽ phải di chuyển bằng cách dùng tay đu cáp di chuyển trên phao để vượt hồ. Theo huấn luyện viên, thử thách này đối với người lớn là khó. Vậy những vận động viên nhí sau khi đã hao mòn phần nào thể lực ở chặng đua trước, liệu các em có đủ bản lĩnh và sức khỏe để vượt qua thử thách khó khăn này không? Tất cả sẽ có câu trả lời ở tập sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.